Hi, anh xin chào tất cả đại gia đình của chúng ta. Như các em đã biết thì tối ngày hôm qua anh vừa mới tham gia chương trình Gala Album Vàng và thật sự là anh đã trải qua rất là nhiều những cảm xúc và tối ngày hôm qua thì anh đã có một cảm xúc rất là đặc biệt, đó là anh rất là hạnh phúc và rất là vui vì những tình cảm mà tất cả tụi em đã dành cho anh. Thật sự thì anh không có một chút gì buồn hết. Tại vì nếu như nói về giải thưởng thì anh thật sự không quan trọng giải thưởng lắm. Mà nếu như có thì nó sẽ càng tốt. Nhưng nếu không có cũng không sao. Tại vì cái điều quan trọng nhất với anh, mà cái điều mà anh cảm nhận được, đó chính là tất cả những cái tình cảm rất là đáng trân trọng mà đại gia đình đã dành cho anh. Đó mới là món quà lớn nhất đối với anh. Và đó mới là phần thưởng lớn nhất. Và bởi vậy khi mà nhìn thấy được tất cả những giọt nước mắt của tụi em thì anh đã rất là hạnh phúc và trong lòng cũng có một chút rất là xót nữa. Và anh hy vọng là bắt đầu từ bây giờ thì FC của chúng ta sẽ không buồn nữa, không được khóc nữa. Tại vì nếu mà tụi em buồn thì tụi em sẽ làm cho anh buồn theo. Bởi vậy nên là anh muốn FC của mình, đại gia đình của chúng ta sẽ luôn luôn chỉ có nụ cười thôi, chỉ luôn luôn cười với nhau thôi chứ không có những giọt nước mắt như vậy. Những giọt nước mắt chỉ có khi mà vui sướng thôi chứ không được buồn mà khóc. Ok, cả nhà hứa với anh nha. Và ngày hôm qua thì anh cũng cảm thấy là anh rất là vui và hạnh phúc khi mà anh đã cố gắng hết sức và thể hiện thành công cái phần biểu diễn của mình, và vì vậy đã được tất cả tụi em ủng hộ và cổ vũ, và những cái công sức của mình bỏ ra được ghi nhận. Đó là một cái điều đáng để anh vui rồi, không có gì để buồn nữa hết. Thôi, bye bye cả nhà.